bài luyện ngón căn bản số 4 của dân học đàn ha, trong cái series video hướng dẫn luyện ngón piano nhanh như rocket của học nhạc. Vì cái video này là video hướng dẫn cho nên mình chỉ đàn ở tốc độ vừa phải để cho các bạn tiện theo dõi và luyện ngón tay theo. Mình không nhất thiết phải đờn quá nhanh, mình không phải là đang biểu diễn ha. Okay, nếu các bạn có thể đờn tập đờn được nhanh hơn cái đoạn mẫu vừa rồi mình vừa đờn thì rất là tốt. Nhưng mình biết là các bạn cũng chỉ đang luyện tập thôi cho nên không phải biểu diễn, nên cứ tập một cách rất là chậm rãi và thoải mái ha. Tốc độ nhanh là chưa cần thiết ở cái giai đoạn luyện tập này. Khi nào biểu diễn á, thì mình mới cần tốc độ nhanh ha. Okay, trước khi đi vào bài thì như thường lệ các bạn cần phải ngồi gõ ngón tay giống vậy, nghe mình chém gió ha. Gõ bằng phần thịt nha, đừng gõ bằng phần móng tay. Gõ móng tay là đau và dẫn đến đờn bị vấp đó. Với lại nhắc luôn các bạn là đã đờn thì đừng có để móng tay dài nha, nó cày phím và nó dẫn đến đau tim, không không nên đâu. Cần phải cắt ngắn móng tay đi, mình phải hy sinh thôi các bạn. Như vậy mình đang gọi là làm ấm ngón tay nè. Như kiểu mấy vận động viên thể thao người ta phải khởi động trước khi vào cuộc á, thì ngồi gõ ngón tay trước khi luyện tập là khởi động đó, các bạn hiểu chưa không? Cái series video này được dựng nhằm giúp các bạn tăng cái độ chính xác nè, tốc độ và sự độc lập của từng ngón tay một. Ba yếu tố này gộp lại là thành một trong những kỹ năng quan trọng nhất của việc chơi đàn piano ha. Organ luôn, piano với organ nó giống giống như nhau à, chẳng qua là cái phím của đàn piano nó nặng hơn ha. Việc này thì ai cũng phải tập hết, kể cả người mới bắt đầu học, hay là những người đã thành thạo bậc thầy như là Lang Lang hay Richard Lederman. Nên các bạn cứ thoải mái luyện tập một cách rất là chậm rãi, không cần phải áp lực cho chính mình phải chơi đàn đỉnh cao như các bậc thầy mà các bạn hay coi mấy cái video của họ. Các bạn nên biết là các bậc thầy đó họ đã dành cả đời để tập mới chơi được như vậy, chứ không phải ngồi vô cái là đờn được liền đâu nha các bạn. Ok chưa? Mình cứ xác định rõ ràng vậy. Luyện hết series video này thì bảo đảm các bạn sẽ thượng thừa luôn trong việc điều khiển các ngón tay của các bạn vào nhiều việc khác nhau, không chỉ là chơi đờn đâu ha. Cái không chém gió nữa, vào nội dung luôn. Mình báo trước là cái bài này nó hơi khó và các bạn cần phải giữ kiên nhẫn và bình tĩnh trong khi tập. Đừng có nổi nóng nha, nổi nóng với chính các bạn chứ không phải nổi nóng với người hướng dẫn như mình đâu nha. Ok, tác dụng của cái bài luyện ngón số 4 này á là để giãn các ngón tay trong một quãng 8. Trước hết là các bạn cần phải xác định quãng 8 là cái gì. Quãng 8 là cái này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây được gọi là quãng 8. Đây cũng gọi là quãng 8, chẳng qua là quãng 8 đô, quãng 8 son, quãng 8 si giáng, quãng 8 rê, quãng 8 la, được chưa? Quãng 8 có nghĩa là cái nốt này và cái nốt kia nó cách nhau 8 bậc đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây là quãng 8, được chưa? Rồi, giãn các ngón tay là như thế này. Thí dụ như mình bình thường mình hay đờn là đô, rê, mi, fa, sol. Tất cả các nốt đô, rê, mi, fa, sol đều cách nhau một bậc. 1, 2, 3, 4, 5, được chưa? Đây, bình thường mình hay đờn vậy. Nhưng trong cái bài này, người ta yêu cầu mình giãn các ngón trong quãng 8 ra. Có nghĩa là thay vì mình đờn đô, rê, mi, fa, đô, rê, mi, fa, thì cái bài này người ta yêu cầu là đô, mi, son, đô. Đô, mi, son, đô. Các bạn có thấy giãn quãng 8 chưa? Bình thường là đờn dày nhưng bài này là yêu cầu đờn dày để mình luyện ngón đó, luyện hai cái ngón, chủ yếu là luyện hai cái ngón này nè, và bên tay trái cũng chủ yếu là luyện hai ngón này nè, được chưa? Bên tay phải là như này, đồ mi son đố, còn bên tay trái là như này, đồ mi son, đồ mi son đố, được chưa? Chủ yếu là dùng cái ngón này. Bình thường á là mình hay đờn ngón út nè, ngón giữa nè, ngón trỏ nè, ngón cái nè, nhưng mà không, bài này yêu cầu là bỏ ngón giữa ra, đờn bằng ngón này, đờn bằng ngón đeo nhẫn. Đô, mi, son, đô. Chủ yếu là để luyện cái ngón này nè. Được chưa các bạn? Hiểu ha? Ok. Cái mẫu của bài này như các bạn tham quan mà thôi. Khỏi nhìn. Nhìn chỉ mất thời gian. Các bạn chỉ cần nhớ cái mẫu nó như thế nào. Đờn như thế nào. Mình chỉ cần nhớ cái nó và mình lặp đi lặp lại. Từ đô lên rê lên mi lên pha lên. Được chưa? Cái bài này. Tất cả các bài luôn. Mình đều chỉ đờn cái một nửa phía sau của cái bài thôi, chứ mình không có đờn cái phần phía trước để đỡ mất thời gian của các bạn. Các bạn cần phải nhớ là cái tất cả bài luôn đều bắt đầu từ đô này lên cái đoạn đô si trên này, rồi quay ngược lại tới đô dưới này mới là hết bài nha các bạn, chứ không phải là bắt đầu từ đô này lên đây rồi quay lại đô này đâu nha.
Ok chưa? À, rồi bây giờ cái mẫu của cái bài số 4 này, cái mẫu của bài số 4 này á, là như thế này. Tay phải nha, mình rần rất chậm để các bạn cần phải đúng các ngón tay mình hướng dẫn nha. Thí dụ như những cái bài mà mình hướng dẫn đờn piano solo khác á, thì các bạn có thể đờn sai cái ngón tay cũng được, miễn sao là đờn đúng cái nốt đó thôi. Nhưng mà trong cái bài điện ngón các bạn bắt buộc phải đờn đúng ngón tay nha. Ok chưa? Vô nè, tay phải nè, đợt chậm thôi. Thôi anh đừng ở ngay chỗ này cho dễ. Do, mi, son, do. Tay phải thì mình không có luyện ngón này, nhưng tay trái thì mình phải luyện ngón này. Do, mi, son, do. Được chưa? Làm lại nè. Do, mi, son, do. La son la fa là hết hết cái mẫu, hết cái mẫu, được chưa? Làm lại nè. Chưa? Rồi, hết. Khi mà mình đờn vô cái pha này là hết cái mẫu của cái ô nhịp đầu tiên. Qua cái ô nhịp thứ hai là bắt đầu từ ngón cái và nốt rê. Hết hết cái ô nhịp thứ hai, qua cái ô thứ ba. Được chưa các bạn? Tay phải mình sẽ bắt đầu từ ngay chỗ này. Full bài là tay phải bắt đầu từ ngay chỗ này. Đây là làm lại nè. Tới tới cái đô trên này, ngón cái ở cái đô trên này là cái đoạn cái ô giao thoa giữa cái đoạn chạy lên và chạy xuống, chạy qua phải và chạy qua trái đó, được chưa? Bây giờ sẽ là cái tay phải, à, quên, cái tay trái cho cái bài này. Ô nhịp đầu tiên nè cũng là đô, nhưng bình thường là mình hay đờn cái ngón giữa vô cái mi, nhưng không, bài này yêu cầu đờn ngón đeo nhẫn vô nốt mi, rồi ngón trỏ vô nốt son, ngón cái đô, được chưa? Nó là vậy. Trong bài này cái đoạn chạy lên của cái mẫu là không có dùng ngón giữa, rồi bắt đầu đi ngược về mấy nốt như này mới dùng ngón giữa nè. Làm cái ô nhịp đầu tiên của tay trái vô tay, tiếp tục cái ô nhịp thứ hai. Hết ô nhịp thứ hai, vô nhịp thứ ba. Được chưa? Tới cái đô trên này và ngón út vô cái đô trên này là bắt đầu cái ô giao thoa giữa cái đoạn chạy qua trái và chạy qua phải. Được chưa? Bây giờ mình ghép hai tay nè. Bây giờ sẽ là cái ô giao thoa, cái đoạn giao thoa giữa cái đoạn chạy qua phải và chạy qua trái, được chưa? Các bạn cần phải nhớ là hai tay đờn y chang nhau, khác cái ngón tay. Các bạn chỉ cần nhớ cái mẫu chạy từ đây lên tới ngón cái bên tay phải đô này, ngón út bên tay trái đô trên này là nhớ bắt đầu cái đoạn giao thoa chạy ngược về, được chưa? Bây giờ sẽ là cái ô giao thoa nè. Ô giao thoa mình sẽ bắt đầu từ cái nốt đô này ha, chỗ tô màu vàng mà các bạn đang nhìn thấy đó. Ok, vô nè, tay phải nè. Đó là cái đoạn giao thoa chạy về đó, lặp lại nè. Đố lại cái nữa, son mi đô, đô mi son đô, fa so, la son la fa, xong rồi quay lại cái đố son mi đô, la son la fa, tăng 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 tăng
Rồi, chạy xuống tới đây. Được chưa? Tay trái. Okay. Cái ô giao thoa này nó khá là khó bởi vì ngón tay nó lộn tùm lum tùm la hết nha các bạn. Các bạn cần phải kiên nhẫn và bình tĩnh tập nha. Bây giờ mình sẽ ráp hai tay cho cái ô giao thoa này nè. Okay chưa? Những người đờn lâu năm như mình mà còn nhiều khi đờn sai đó, cho nên các bạn là cứ thoải mái, cứ yên tâm. Mình hơn ở chỗ là mình không có nổi nóng với chính mình, được chưa? Mình cứ đờn sai thì mình đờn lại sao cho đúng thôi, được chưa các bạn? Ok, rồi sau khi tập xong cái ô giao thoa này thì bắt đầu chạy ngược xuống tới đây, được chưa? Mình sẽ bắt đầu từ cái nốt la đi ha. Quên nốt đô đi. Có nghĩa là mình đang chạy xuống, mình chạy tới cái đô này rồi đó nha. Nè, bắt đầu cái ô xí này là chuẩn bị kết thúc nè. Xí fa rê son fa son mi đô, cái là hết, được chưa? Làm lại, bây giờ sẽ là tay phải. Bắt đầu từ cái nốt đô. Bây giờ sẽ là tay trái, cũng bắt đầu từ cái đô nhưng mà dưới một quãng tám. Rồi, được chưa các bạn? Ghép hai tay lại nè. Đó là cái ô, ba ô kết thúc của cái đoạn chạy ngược về, được chưa các bạn? Ok, quá đơn giản đúng không? Có ba chuyện các bạn cần nhớ là: một là cái mẫu nó như thế nào, cái mẫu nó như thế này. Hết mẫu tay trái, cái mẫu tay trái. Hết mẫu, gấp hai tay cái mẫu. Cái mẫu nó là như vậy. Rồi, chuyện thứ hai các bạn nhớ là cái ô giao thoa giữa chạy qua trái và chạy qua phải. Cái ô giao thoa là ô này. Được chưa? Rồi, cái ô, chuyện thứ ba là cái ô, ba ô cuối cùng kết thúc cái đoạn chạy ngược qua bên trái, được chưa? Ô cuối cùng, ba ô cuối cùng. Ok chưa? Rất là đơn giản đúng không? Đơn giản cho từng tay, nhưng mà ráp hai tay lại nó rất khó nha các bạn cần phải giữ bình tĩnh và rất kiên nhẫn để tập nha. Đừng có nổi nóng với chính các bạn nha. Cái cứ thong thả tập mỗi ngày chừng 30 phút thì cái ngày mà các bạn đờn được cái bài này ở cái tốc độ nhanh hơn cái mẫu mình đờn ở đầu video này sẽ đến. Tất nhiên là cái người có năng khiếu thì sẽ mất ít thời gian hơn để luyện tập. Còn mình thì không có năng khiếu, mình nói thẳng là mình không có năng khiếu thì mình phải chịu tốn thời gian hơn người ta, được chưa? Một lần mình đờn không được thì đờn 10 lần, 10 lần không được thì 100 lần.
100 lần không được thì 1.000 lần, được chưa? 1.000 lần không được thì là 10.000 lần, được chưa các bạn? Cái này á, là cái lý thuyết mình lôi ra từ cái cuốn Những Kẻ Xuất Chúng của ông Malcolm Gladwell á. Cái cuốn này nó cũng hay lắm các bạn, có thời gian các bạn cứ đọc đi ha. Nôm na là mình sẽ phải tập rất nhiều để mình đạt được cái kết quả mình mong muốn, chứ không ai trên đời này thành công mà không qua luyện tập hết các bạn, kể cả mình và các bạn luôn. For sure, ưu tiên chưa? Ưu tiên làm đúng trước rồi mới làm nhanh nha, làm đúng trước đã. Sau khi làm đúng rồi mới làm nhanh. Đừng có ưu tiên làm nhanh trước nha, ưu tiên làm đúng trước nha các bạn. Cố lên các bạn. Rồi, xong cái nội dung này thì các bạn chuyển qua cái bài số 5 ở video tiếp theo nha. Mong các bạn cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm thêm nhiều video chất lượng cao nhất YouTube cho các bạn luôn nha. Ok, cảm ơn các bạn. Hay là các bạn có muốn được hướng dẫn piano cho bài nào thì cứ comment ở dưới, mình sắp xếp thời gian mình sẽ dựng video cho các bạn ha. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye, see you again.